Rồi em chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng anh em. Em lên cho anh em một con giăng ma Tết 70 mà nó đẹp gì nè anh em ơi. Nó đẹp như là này như gì rồi em đừng. Đẹp đẹp như hàng Nga chứ, hàng Nga thêm chân gầm. Trời ơi nó đẹp. Anh em ơi. Chiếu chiếu luôn. Giữ cái giăng thiệt chứ. Anh em nhìn bông bóng nhớt nè, cái niềng nè. Trời ơi. Sao mà còn sót lại một em giữa vô bầy mấy dấu có anh em hàng Nga nó xuất hiện đây vậy. Ý da, cũng có dầu ghim luôn. Chỉ có tiếc cái này nghe anh em ơi. Cái thùng dầu này nó bị cắn, nó bị mốt nè. Tiếc quá. Nhìn cái lốc máy không chê đâu được luôn á trời. Còn đẹp hơi ố nhẹ anh em ơi. Còn đẹp hơi ố nhẹ. Cái lọc dầu ghim còn luôn. Cái này nó mất cái giá đèn anh em. Cái đèn nó gãy ốc rồi nó mất. Quá trời em nhìn thấy cái lốc này em ghiền luôn rồi. Cái này chắc còn ghiền nguyên bán quá. Cái này mở không nổi chứ. Cái này mà nếu có mở rồi thì mở nhiều. Ôi. Rồi nói đại vung tí xíu. Chú lên liền trời ơi cây này. Nhọn quắt cái này nè nguy hiểm lắm nghe. Cái này để mà xe cán cái rồi hoặc là đi đá vô cái giò là nghỉ làm luôn. Ai nào làm nguy hiểm quá vậy ta. Rồi ngồi bẻ cái đầu này lại đi. Cái đó nguy hiểm quá. Rồi em lên cho anh em cái này là cái dân ma Tết 70. Cái này nó quá đẹp luôn em luôn. Mở ra được rồi nè. Anh em nhìn nè nè anh em. Lọc gió nè. Lọc gió quá tới cái lọc gió luôn. Có này sao ai bị nó bị sơn phủ đâu chảnh nghe nè. Cái này em không có sơn gì. Nếu em sơn em nghĩ chắc là nó không có xấu đến mức độ này. Ây da. Cái máy đẹp quá mà có điều cái bánh trứng nó hơi xét nè. Mà này không quan trọng anh em ơi. Cái này nếu mà anh em về anh em lấy cái nhám anh em chà nó nha. Hoặc là anh em để cho máy nó chạy á. Anh em để cái miếng nhám. Cái nhám ship hay nhám tờ mình gì á. Anh em nhìn nè. Cái này em nghĩ là chắc cái giọt mưa hay gì á. Nó bị xét nè anh em. Bị xét nè. Còn máy thì em bao anh em là nó mới trên từng cm luôn. Rất mới luôn. Tăng cùng Thái Dương mới mua lên. Ồ, máy đẹp dữ vậy nè. Nhà em liên quan coi. Hồi ôi cái lốc này nè. Có coi dầu cũng hơi xét nè. Hơi xét nhẹ. Ừ, cái ấy nó còn nhít sơn. Quá đã nè. Máy này có ngoại hình. Chết mẹ, có cái thùng dầu lũng nè. Chết rồi. Thùng dầu lũng anh em ơi. Cái này em nghĩ để nước mưa cho máy này mới dữ lắm, mới luôn. Cái này số series là 53122, anh em nhớ mẹ nha. Cái máy này em bảo đảm cho anh em là sử dụng chưa được bao nhiêu luôn. Cái này do cái gì á. Nên nghi là những tỉnh nó chắc đóng nó dụng rồi này là nó nằm tốt dưới đáy. Nằm tốt dưới đáy? Ừ, môi nó chết này ngập cái bánh tráng nằm xuống nè, nước ứ lại. Thế đâu có máy nào mà máy nó đẹp dữ vậy mà nó xét lên thầy dưới sao? Xét rồi sao mà nhìn trước không Nguyên à? Thì mở gì? Cái đó bỏ về em câu sao lên giật mình. Quá chuyện mới. Cũng em bẻ cái cây này đi Phúc. Bẻ cốp đầu lại cái này bén nguy hiểm quá. Đỡ mấy đứa trời không biết cái nó. Dọn dữ. Anh em coi nó mới nè anh em ơi. Cái bàn gai nè. Mày mày hả? Tôi bét đó. Không đâu. Cái đó nguy hiểm lắm mà. Rồi hoặc là cắt chỗ nào đi. Đừng để mấy cái nhỏ nó. Đỡ cái gì là hết thì làm đi. Rồi nè anh em ơi. Cái này là em không biết trả làm sao. Nhưng máy này mới dữ lắm, mới luôn. Có còn cắt nước chưa? Cắt nước thì khổ nói luôn. Quá khứ đẹp luôn rồi. Có thùng dầu. Cái thùng dầu thì ổn quá. Bộ gọi liếm rồi. Rồi cái máy đẹp bển ghép như cái máy này. Cái máy mà con làm á. Dọn cái đường đi hồi chú tiếp. Rồi em nhờ thừa test máy cho anh em bà con mình coi ha. Em không có từ nào diễn tả, nói chung là máy rất đẹp.
chỉ có cái thùng dầu nữa, cái thùng dầu tiếp cái thùng dầu. Anh em ví dụ như mà mua em thay thùng dầu khác em tính giá khác. Còn nếu mà em anh em mà để hiện trạng gì đó thì em tính cho anh em hiện trạng gì ha. Không ra miếng khối luôn. Nhìn cái máy là biết cái máy dữ lên rồi. Nó rất là đẹp luôn. Thịt heo nó còn anh em, thịt heo còn đầy đủ. Rồi em cũng báo giá cho anh em mình luôn ha. Là cái thứ nhất là bây giờ nếu anh em để nguyên thùng dầu gì, thùng dầu lủng anh em thông báo là thùng dầu lủng rồi ha. Là em tính anh em 4.8 phí ship 400.000. Còn nếu em thay cái thùng dầu khác cho anh em thì em tính anh em là 5 triệu phí ship 400.000. À, anh em muốn chọn cái phương thức nào cũng được ha. Cái máy này em nói anh em thay cái thùng dầu vô xài một cái em không biết chừng nào luôn, cái máy này mới. Cái máy này anh em nào mà dân biết xài thì chốt với anh em ơi. Máy này dữ lắm tới rồi. Rồi cảm ơn hai anh em nha. Phúc. Nó về rồi. À, hai anh em nói giờ nó thuận nhau quá trời luôn anh em ơi. Rồi em xin nhắc lại lần nữa ha. À, để không có mất thời gian của anh em mình. Con này nếu em để nguyên cái thùng dầu lủng, anh em nếu mà không cần thùng dầu á, em tính anh em là 4.8. Phí ship 400. Còn nếu em thay thùng dầu khác cho anh em là nó 5 triệu, phí ship 400. Còn phương thức thanh toán này rất đơn giản anh em cộng đúng cái tiền phí ship. Phần còn lại thì nhân viên giao hàng đến nơi anh em kiểm tra, test máy rồi thanh toán với shipper ha. Em còn mới xới nè anh em nào làm được cứu em nha, mới xới xăng. Rồi cảm ơn anh em cũng như bà con đã theo dõi hết video của em ha. Cảm ơn em nhiều thừa. Rồi rất mong sự ủng hộ của bà con mình ha. Chào tạm biệt bà con.